Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Công đoàn Việt Nam tiến hành phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam là đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức công đoàn những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước của các cấp công đoàn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, Đại hội đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 trình Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam.